Hello, đây các bạn ơi. Hôm nay bà xã làm cái món gọi là bún riêu phải không em? Em hello, xin chào đại gia đình đi. Đó, các bạn thấy cái đĩa rau hấp dẫn không? Cái này là rau muống bào nè. Đúng không em? Đó, rau muống bào đấy các bạn. Rồi kế bên cạnh là giá. Rồi ở đây có một dĩa ớt, dĩa chanh nha các bạn. Rồi bà xã cũng làm sẵn đó. Đã lên mâm lên bát cái rồi các bạn thấy không? À, không quay từ đầu hả? À, ok. Rồi đây các bạn xem qua đây cái đây là một đĩa giò heo để sẵn nè các bạn nè. Rồi cộng thêm nữa là một nồi bún riêu, các bạn thấy nồi bún riêu hấp dẫn không? Rồi bên cạnh đó bà xã có để ở đây một đĩa hành nè các bạn, hành bà xã sắc sẵn nè. Rồi đây là cái rau, rau này rau gì em à? À, cái này ngò để em làm bên gỏi mực đây phải không? À, các bạn thấy không? Hôm nay bà xã ra tay làm một vài món. Vì tối nay có mấy đứa em đến ăn tối cùng gia đình nữa các bạn. Hello các bạn ơi. Rồi bây giờ cái món bún riêu đã xong. Rồi các em của mình cũng đã đến rồi. À, bây giờ mời cả nhà cùng dùng bữa tối với gia đình nha. Đó các bạn thấy hấp dẫn không? Bà xã làm từng đĩa, từng tô vậy đó các bạn. À, mỗi tô đều có giò heo, rồi chả, rồi đủ các thứ ở trong này hết các bạn. Nhìn hấp dẫn lắm. Thường chó có ai của nó là 12, 12 năm, là 13 năm cho chị? Không, chó nhỏ được 15 năm. Cháu nhỏ được 15. Em thì em thích con này nhất. À, chị đó dễ thương. Dễ thương lắm mà giờ chị cũng có chị. Chấm lò lớn tuổi khó bắn. Hello các bạn ơi. Muốn ăn cũng đã xong rồi, tất cả các em cũng đều đến rồi đây nè. Hôm nay các em đến đây cũng dùng bữa ăn tối với gia đình nữa các bạn. Rồi chút xíu nữa đây mời hết ca đại gia đình của mình dùng một bữa bún riêu cơm tối cùng gia đình nha. Đây có đứa cháu cũng đến đây ngồi chơi nè. Chào bác Hai đi con. Chào bác Hai đi con. Chào bác Hai đi con. Đó. Thấy đứa cháu ngoan không? Đó. Cười không? Giỏi lắm đó. Bà xã làm một món bún riêu. Có những người em thân tình đến đây để ăn tối cùng vợ chồng nữa các bạn. Hôm nay vợ chồng rất là vui, rất là hạnh phúc khi được những người em bỏ một thời gian đến đây để cùng ăn với gia đình bữa tối. Thôi, mình xin đại gia đình cùng dùng cái món bún riêu với gia đình mình nha. Đây các bạn, thấy tô bún riêu hấp dẫn không? Vô. Rồi, xin mời. Xin mời cả nhà nha. Rất là ngon. Ủa sao các bạn? Mời cả nhà. Mời cả nhà. Vậy cắt được chưa? Con da nó có riêu ngon quá này. Mời chị hai nè. Lên cái chị. Vô qua dập cho cái vô ơi. Cho chị ăn một miếng ha. Lót bụng lót dạ. Các bạn biết đó, mình ở xa xứ nhưng mà lâu lâu đó các bạn, thì những người em thân tình này họ bỏ một chút thời gian đó các bạn, đến với mình để mà sinh hoạt cùng gia đình ăn tối, để tạo cái không khí cho gia đình nó gần gũi. Cảm ơn các em bỏ thời gian đến với anh nha. Cảm ơn. Rồi, xin mời hết. Dạ. Tự nhiên đi nha các em. Ok. Rau này quá nha. Khen mình là dở là chê đó nha. Ngon quá. Cứ tự nhiên đi em. Hôm nay Tiết ở ngồi rất là nhiều, bảo Tiết cũng ráng tới. Là sao? Đúng rồi, hôm nay bên ngoài nhiều tiết đó các bạn. Mà mấy đứa em ở xa mà cố gắng đi làm, hôm nay là cuối tuần.
công việc cũng hơi bận rộn nhưng mà cũng cố gắng dành thời gian để đến với ông anh, dùng gia đình một bữa tối rồi ăn một bữa bún riêu vậy đó các bạn. Không sao đâu, anh với chị cứ mời mỗi nhà cho ghé ngang. Xin mời cả gia đình. Cảm ơn em. Có thể coi nhiều video đau lắm rồi mà lần này mới được ăn đó. Bây giờ coi mà chưa được ăn á, hôm nay mới thật sự là được ăn nè. Mấy đứa em thì vui lắm rồi. Rồi xin mời em. Ok. Xin mời cả nhà. Sao cho anh hai ý kiến coi cái này ngon không? Ừ. Wow, cái nhưng mà nhớ phải khen nha, không được chê. Cái chê làm sao không có ăn. Sao mà nó ngon, muốn nói thiệt không? Dễ sợ. Nói thiệt đi. Cái nước nó rất là đậm đà. Đó. Vậy hả? Đó là giờ một giờ. Acidamogon. Wow. Cái cục kiêu ngon quá. Được không em? Ok đấy. Cái đó là cái nè, cua đó phải không em? Dạ. Thế có cái gì trong đó mà nó ngon vậy chị hai? Nó nô bột ngọt. Nô bột ngọt. Tại vì bột ngọt chị. Chờ thịt cua thì luôn ta. Chị, chị hầm nửa nồi xương luôn. Rồi chị dớt bỏ xương á. Cho nên cái nước lèo nó ngọt quá. Tối cần bột ngọt. Sao để nó chỗ cái chỗ em rồi nãy. Tôi ngồi về nhà được. Ngon quá. Cái gì cũng ngon đó, bún cũng ngon đó mày. Có đem về. Chỉ làm khéo nha, cái cục bún chỉ luộc xong chỉ làm một cái bát nhỏ cho vừa cái tô đó. Bún hiểu gì? Bún hiểu gì vậy chị Phượng? Bún tươi Thủ Đức. Quảng cáo luôn đó nha. Ngon đó các bạn. Các bạn nhớ là Google cái tên đó đâu đặt order. Nhưng mà rất tiếc là bữa nay cái lúc mà khi em làm em không có để lại cái video để cho các bạn xem cái miếng tofu này chiên lại luôn á. Bữa nay mà quá không có đâu. Đâu không tươi chị. Lúc làm á mệt quá cái không có bỏ. Tại vì nấu cái nồi to quá. Không phải sáng ra phụ tiết với anh á. Được cái mờ vậy nè. Thấy đuối đuối không? Ừ. Thì đây chú ha. Đó là hai vợ chồng ở đây đó các bạn. Cũng được em út yêu thích đó. Rồi thỉnh thoảng em út hay ghé đến thăm. Cũng mừng lắm các bạn. Mình sống xa xứ mà có được cái gia đình như vậy là mình rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc các bạn. Không ăn ớt à? Thôi, để giờ ăn cái xế rồi. Không. Ngon em hả? Rất là tuyệt vời, rất là ngon. Không cần đi về với Vĩnh Long để ăn tôm bún riêu nữa. Thì sắp ai dài không ai nấu giống Vĩnh Long bún riêu ngon lắm em. Dạ đúng rồi, bún riêu. Ở đây có ai quê Vĩnh Long không? Miền Tây mà. Cô em gái quê ở Vĩnh Long đó. Vĩnh Long, Hà Tiên hả? Dạ không. Không, Vĩnh Long là... Đi đâu thế hả? Vĩnh Long cái gì ta? Hà Tiên ở trên, Vĩnh Long ở dưới. Chưa tới Cần Thơ em. Đó là tỉnh Vĩnh Long. Còn Cần Thơ mình là tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang hả? Tụi em đi đâu là quen rồi phải không? Đi không em cũng sẽ bước xuống đó. Đi về Vĩnh Long rồi đi lên chỗ lên thôi. Chứ có đi xa hơn dưới nữa. Nhoi đó. Ngon nhớ nó ngon quá. Ở đây đủ loại rau các bạn. Có rau quế nè. Rồi có thêm một vài chút đỉnh bắp chuối nữa các bạn. À, ăn ngon. Bớt nói ăn cái điều mà. Giá thì chị hai phải lặt ra từng cọc nha. Phải lặt từng cái lọt đậu ra. Cái cục riêu chứ nó ngon quá. Cục riêu cua đó hả? Dạ, cái cục riêu cua. Có cua chẳng rồi. Cái đó quan trọng nhất trong cái bún riêu chị hai hả? Dạ, nó là cua chỗ mà. Là đầu
tiên được ăn xong rồi tôi lên YouTube luôn hả? Bây giờ thấy quá trời món ngon luôn. À. Lâu lâu thỉnh thoảng lại cứ ghé lại đi. Rồi ghé thăm anh chị đi. Rồi anh em mình cùng ăn tối rồi cho gia đình cho nó vui vẻ. Vậy mai mốt mình làm xong mình chạy thẳng đến đây luôn nha. Nhưng mà thứ hai gọi đánh luôn. Trời ơi, mỗi người 15 đồng chứ. Đây cũng là những người em mà mình sống với nhau hàng ngày vậy đó các bạn. À, gặp gỡ hàng nào anh em giống như là một gia đình, đại gia đình vậy đó. Anh hai anh nuôi nguyên một đàn em vậy đó. Cái bia của anh đâu để anh coi coi. Còn rào. Rào quá chừng nè. Đúng rồi, được rồi, còn rào. Rồi, anh cười với lại các em một chai bia nha. Dạ. Xin mời đại gia đình. Rồi, bà đây. Tâm sự gì? Mời em. Danh ơi. Dạ. Mừng bé Thùy đâu ta, bé Thùy mình đâu ta? À đi nhớ. Cái ly nhà của ảnh nó lạ hơn á. Mình đo rót rượu cũng có cái chỗ để mình đo nữa nè. Dạ. Dạ. Thôi ai buồn phiền ai á. Ít chút nhiều. Biết luôn. Nó ăn rồi ăn. À chưa. Anh biết. Tình yêu đi em. Ngon quá các bạn ơi. Ăn mà nãy giờ quen nói chuyện luôn với đại gia đình mình luôn. Đúng quá, ơn. Ăn xong ngon quá quên luôn. Ngon quá quen luôn. Quên nói chuyện. Em uống tối nay đến đông đủ quá. Rồi cũng vui các bạn. Tại vì ở ngoài là trời lạnh mà trong nhà mình có được một tô bún vừa nóng vừa cay cay đổ mồ hôi nữa. À. Ấm luôn hả? Ăn cảm thấy ấm đồng em ha. Dạ. Đúng luôn. Xong rồi uống thêm cái ly cay cay này vô nữa là nó ấm luôn. Không có thể thiếu một cái ly cay cay được hả? Dạ không thể thiếu. Nước ớt hay gì chị? Không phải nước uống được cái nước này là để cho mình ăn cho nó ngon rồi thêm vị, tăng vị. Thêm vị. Ăn rồi uống này vô nó ấm lòng hơn. Ở cái tổ đó. Bên này nữa. Mời em. Dạ. Mấy bữa nay nó sale cái rượu, nó sale rượu ở trong đó. Bên này. Bên này. Bên này nó sale xong vẫn mất. Nó vẫn mất rồi. Thế chỗ liên cần nó bán là. Là ăn gì chưa con? Là ăn gì chưa? Tối nay mấy cô chú đến là cái là với xô ngồi im luôn các bạn. À, nhà thấy đông người cái là đại với xô ngồi im luôn. Con sao con ăn ăn bún không? Cánh gà chứ. Cánh gà hả? Cánh gà. Hôm nay có cái bún cánh gà nữa các bạn. Dạ. Cái bún này là của cô em gái đưa lên nè. Các bạn thấy không? Cánh gà chiên nước mắm. Của Hàn Quốc à? Của Hàn Quốc. Cánh gà chiên nước mắm. Của Hàn Quốc hả? Của Hàn Quốc. Nhưng mà em gái nó là nó đưa lên. Em bé làm. Mà em gái làm ra tiền xong lấy tiền. Để anh thử cái cánh gà chiên nước mắm của Hàn Quốc nha. Xong lần hai.
Lần sau là mình ăn của chị Hai làm là bảo đảm là mình cái món này của Hàn Quốc đó các bạn. Chị Hai làm không? Sao bữa? Bữa làm rồi. Cái hương vị của nó hơi khác khác cái cánh gà chiên nước mắm của Việt Nam các bạn. Cái gà chiên nước mắm của mình á, cái độ giòn á thì nó cũng giống nhau, nhưng mà cái thép của nó các bạn, cái này người Hàn họ làm hơi ngọt ngọt, còn Việt Nam mình thì làm mặn mặn cay cay, nó cũng khác các bạn. Nhưng mà hai cái thì cái nào cũng ngon. Nhưng mà thực chất thì mình ăn quen cái mặn mặn rồi đó, thì mình lại thích cái mặn mặn hơn phải không? Ăn cái kia quá. Thêm đồ nữa. Dập liền. Thôi chị ngồi em đi. Để làm cho. Không, em làm cho. Em làm cho. Thôi các bạn ơi, cái video của gia đình ăn tối bún riêu hôm nay thì đến đây mình cũng tạm dừng rồi. Xin hẹn lại các bạn cái video đến. Thôi mình đại diện cho đại gia đình chúc các bạn một ngày mới thật là tốt đẹp.